Bao nhiêu năm qua thì khái niệm biết đá bóng và đá bóng hay của người Việt ta được hiểu là có kỹ thuật cá nhân, xử lý bóng khéo léo và mãn nhãn. Đại đa số người hâm mộ, kể cả huấn luyện viên và giới chuyên môn cũng coi trọng yếu tố kỹ thuật mà rất xem thường thể lực. Chơi mạnh mẽ đôi khi còn bị coi là một điểm trừ, bị chê là trâu bò, trong khi nền tảng thể lực không đảm bảo là lý do gây ra chấn thương và ngăn cản bóng đá Việt Nam của chúng ta tiệm cận với trình độ của khu vực, châu lục và thế giới. Vlog Minh Hải sẽ làm rõ quan điểm trong chương trình của tuần này. Hai mươi năm trước, khi bóng đá Việt Nam tái xuất ở đấu trường khu vực, đội tuyển của thế hệ vàng của chúng ta nhiều lần vào chung kết và luôn thua Thái Lan, đến nỗi về sau nó hình thành nỗi sợ. Rất là bất ngờ, năm 2009 khi trở lại Việt Nam để gặp Hà Nội ACB tại vòng loại của AFC Cup trong vai trò của huấn luyện viên trưởng John Murray, thì Kia Disak đã nói rằng thua kém lớn nhất của cầu thủ Việt Nam vào thời điểm đó so với Thái Lan là thể lực. Trong rất nhiều trận chung kết ở tầm khu vực thì bóng đá Việt Nam thường thua bàn quyết định trong 15 phút cuối do cạn kiệt thể lực. Tôi xin chỉ ra 3 trận chung kết ở SEA Games làm ví dụ. SEA Games 2003 trên sân nhà thì U23 Việt Nam thua bàn quyết định bởi Natapon Phanrit ở phút thứ 96. 2 năm sau đó ở Philippines, Thái Lan lại thắng Việt Nam với tỷ số 3-0 ở trận chung kết mà 2 trong số 3 bàn thắng được ghi trong 15 phút cuối. Chung kết SEA Games năm 2009 ở Lào, chúng ta thua Malaysia ở phút thứ 85. Trong khi ở trận đấu bảng thì chúng ta thắng họ với tỷ số 3-1. Trong lịch sử của V-League thì nhiều ngoại binh trở thành ngôi sao, kiếm rất nhiều tiền, đoạt rất nhiều danh hiệu, chưa hẳn bởi vì họ có trình độ kỹ thuật siêu phàm mà là nhờ nền tảng thể lực vượt trội. Nhiều cầu thủ ngoại chỉ biết chạy sung mãn ngay cả khi những người khác đã hết pin và đi bộ. Dân chuyên môn mỉa mai các cầu thủ thuộc nhóm này và mô tả họ là chạy nhiều ra chiến thuật, nhưng thành công của họ là sự minh họa một cách thuyết phục cho giá trị của thể lực. Sau hơn 2 thập kỷ, dù chưa làm chủ được khu vực với chỉ một lần duy nhất vô địch Đông Nam Á, nhưng giấc mơ của bóng đá Việt Nam là tiệm cận với trình độ của châu lục và xa hơn nữa là sự World Cup. Tuy nhiên, thể lực vẫn là rào cản lớn nhất của chúng ta. Tôi xin đưa ra một vài ví dụ cụ thể để tất cả đều thấy thể lực quan trọng như thế nào, thậm chí là quyết định đến đẳng cấp, đến cơ hội của các kỹ thuật gia của Việt Nam. Trình độ kỹ thuật, những pha đột phá vặn sườn, những tình huống dứt điểm đẳng cấp có 1-0-2 của Văn Quyến là điều tất cả chúng ta đều nhớ. Những năm cuối sự nghiệp, tố chất kỹ thuật của cậu bé vàng năm xưa vẫn còn nguyên, nhưng khi thể lực không còn nữa thì cơ hội ra sân sẽ càng ít. Cố gắng giảm cân, nỗ lực hồi phục thể lực, Văn Quyến trở lại một cách mạnh mẽ và đóng một vai trò quyết định vào chức vô địch cúp quốc gia năm 2013 của The Vissai Ninh Bình. Kết luận được rút ra là có thể lực là có phong độ đỉnh cao, và có phong độ đỉnh cao tức là có danh hiệu, và ngược lại. Trình độ kỹ thuật, khả năng quan sát, những đường truyền đã trở thành thương hiệu. Lương Xuân Trường được gọi là Lương Xuân Truyền. Ở Việt Nam thì tiền vệ này không có đối thủ và ngay cả giới chuyên môn cũng phải khẳng định rằng kỹ thuật của Xuân Trường đang tiệm cận với trình độ của châu lục. Nhưng cơ hội ra sân ở K-League thì rất là nhỏ bởi nền tảng thể lực là không đảm bảo. Trong mọi trường hợp, khi nói về nhược điểm của mình thì Xuân Trường luôn luôn liệt kê thể lực như là một yếu tố đầu tiên. Trong một lần trả lời phỏng vấn của diễn viên Cát Tường trên đất Nhật thì Công Phượng đã thừa nhận rằng cường độ tập luyện ở Nhật Bản rất là nặng, và chàng tiền đạo xứ Nghệ thì nhấn mạnh rằng về thể lực chúng ta còn thua họ rất là nhiều, và đó chính là lý do vì sao cầu thủ của chúng ta sang Nhật Bản hay Hàn Quốc đều không có cơ hội ra sân để thi đấu. Tuấn Anh có kỹ thuật cá nhân vào hàng top của bóng đá Việt Nam, thậm chí là trong lịch sử. Khi xuất ngoại thì Tuấn Anh nhận được rất là nhiều lời đánh giá cao từ đồng đội, từ huấn luyện viên về kỹ thuật, về tư duy chơi bóng. Nhưng thể lực thì luôn luôn là điểm yếu nhất của chàng Ronaldinho của Việt Nam. Và đây chính là điều mà Tuấn Anh đã thú nhận. Bóng đá hiện đại thì nhu cầu thể lực thì càng được phải nâng cao và là yếu tố quan trọng. Em nghĩ là bóng đá hiện đại thì bây giờ những cầu thủ kỹ thuật thì dần dành chỗ cho các cầu thủ nhanh hơn và mạnh hơn, thì em nghĩ bọn em cũng phải cố gắng cải thiện về thể lực. Thể lực là một trong ba yếu tố quan trọng nhất của cầu thủ chuyên nghiệp, và với nhiều lò đào tạo thì thể lực là yếu tố quan trọng đầu tiên để họ quyết định có nhận một cầu thủ vào lò đào tạo của mình hay không. Để phát triển yếu tố này thì cần sự nỗ lực, sự phối hợp của rất nhiều khâu, và ở Việt Nam do cái đói, cái nghèo, cái lạc hậu mà công tác để tăng cường thể lực gặp cực kỳ nhiều khó khăn. Sự thua thiệt đầu tiên của chúng ta thuộc về vấn đề nhân chủng học, tức là nguồn gen. Dù muốn hay không thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng người châu Á
thuộc chủng người có thể lực kém nhất thế giới. Người Đông Nam Á thì có thể lực kém nhất châu Á, một phần do sự phát triển kinh tế và y tế. Phần lớn các cầu thủ Việt Nam đi lên từ những vùng quê nghèo, ít được chăm sóc về dinh dưỡng, thậm chí là suy dinh dưỡng trước khi vào tập ở các lò đào tạo trẻ. Kể từ khi hình thành trong bào thai cho đến ngày bước chân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp kéo dài khoảng hơn chục năm, thì chế độ dinh dưỡng của họ ở mức dưới trung bình. Không áp dụng khoa học kỹ thuật vào đào tạo, nhất là công tác đào tạo trẻ, cũng khiến cho các cầu thủ của chúng ta không đạt được nền tảng thể lực tốt nhất. Chúng ta không những không phòng ngừa được chấn thương, mà khi xảy ra chấn thương thì các cầu thủ cũng không được chăm sóc một cách đúng mức. Thậm chí là nhiều cầu thủ đã phải giải nghệ trước khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Phương pháp tập luyện thể lực cũng là một vấn đề rất là lớn, bởi nhiều huấn luyện viên đào tạo trẻ bây giờ vẫn còn làm việc theo chủ nghĩa kinh nghiệm, bất chấp một sự thật là nó đã lạc hậu đến cả vài chục năm. Số lượng các trận đấu, số lượng các giải đấu trong một năm quá ít cũng là tác nhân kéo tụt thể lực của các cầu thủ xuống. Không có một quá trình dài để chuẩn bị thể lực nên mỗi khi tập với cường độ cao thì các cầu thủ chúng ta thường xảy ra chấn thương. Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cầu thủ Việt Nam là những thói quen xấu. Họ ăn không đúng cách, ăn không đúng món và những cái chất mà không tốt cho hoạt động thể thao. Chưa kể là còn ăn sai thời điểm, mì tôm buổi đêm, ăn quá nhiều cơm, ăn đồ rán, đồ nướng, uống nước có ga, khoai tây chiên đều là kẻ thù số 1 của thể lực. Đó là chưa kể đến những thói quen rất là xấu như là thức khuya hay nghiêm trọng hơn là sử dụng những chất kích thích. Để chuẩn bị cho U20 World Cup thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bất chấp nhận hậu quả là những chấn thương để đẩy thể lực của các cầu thủ của chúng ta lên cao thêm một bậc, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Hoàng Nam phàn nàn rằng các đối thủ không chỉ khéo mà còn rất khỏe, mình chủ động va vào họ nhưng người mình thì vẫn cứ bật ra. Khỏe như Đoàn Văn Hậu cũng phải thừa nhận rằng thể lực là cái thiếu nhất, cái yếu nhất của mình. Nhiều tình huống muốn bứt lên nhưng lực bất tòng tâm. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bảo rằng chúng ta còn rất nghiệp dư và nếu không có thể lực thì chúng ta đã đầu hàng từ trước khi áp dụng được chiến thuật. Với vlog này thì tôi muốn thay đổi một phần suy nghĩ của các bạn về vai trò của thể lực và trả lại cho thể lực vị trí và sự tôn trọng cần có. Bóng đá thế giới ngày nay thì càng đòi hỏi những cầu thủ ngày càng toàn diện hơn, tức là vừa phải khỏe, vừa phải khéo, vừa biết phòng ngự, vừa giỏi trong tấn công. Thể lực và kỹ thuật có mối quan hệ cộng sinh với nhau, nó giống như cầu thủ cần hai chân để chơi bóng vậy. Nói nôm na là có thể lực thì mới vực được kỹ thuật. Và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian cho vlog Minh Hải của tuần này.